dinh thự này có giá chào bán cao gấp 87 lần so với những bất động sản khác trong cùng thành phố Austin, bang Texas. Theo Mansion Global, bất động sản này nằm trên một khu đất rộng hơn 24.000 m². Bên cạnh đó, nơi đây còn tọa lạc cạnh hồ Austin và trang trại của tỷ phú công nghệ Michael Dell. Dự án bao gồm một căn nhà chính với diện tích hơn 650 m², cùng với 3 căn nhà dành riêng cho khách ghé thăm. Chủ nhân của dinh thự này là ông Brett Ames, một nhà phát triển bất động sản. Chủ nhân dinh thự đã mua mảnh đất này vào năm 2014 và xây dựng lên khu nhà hiện tại. Số tiền mà cặp vợ chồng chi ra để mua đất không được tiết lộ theo quy định của bang Texas. Tuy nhiên, ông Brett Ames cho biết chi phí xây dựng nơi này vào khoảng 13.454 đô la Mỹ m2. Ngôi nhà chính có 3 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích khác như phòng xông hơi, phòng gym, rạp hát. Đặc biệt, phần cửa ra vào chính được lắp đặt từ những tấm kính cao 3 mét nhập khẩu nguyên chiếc từ Bồ Đào Nha. Công trình nhà ở này được hoàn thành vào tháng 3 năm 2020. Ông Brett Ames cho biết khu đất đã được cấp phép để xây dựng thêm một căn nhà rộng gần 836 m². Tuy nhiên, vị doanh nhân này đã quyết định không thi công thêm để giữ khoảng không gian xanh cho toàn bộ nơi này. Thị trường bất động sản cao cấp tại Austin đã bùng nổ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Hiện tại, thị trường đã hạ nhiệt nhưng giá bất động sản tại đây vẫn cao hơn so với giai đoạn trước dịch. Vào tháng 4, giá nhà ở Austin đã giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Redfin, các căn nhà tại đây được bán với giá trung bình 570.000 đô la Mỹ. Người bán sẽ mất khoảng 47 ngày để có thể chốt được một giao dịch thành công, nhiều hơn so với mốc 26 ngày được ghi nhận vào cùng kỳ năm 2022.